Hoan hỷ chào mừng quý cô bác, anh chị đã đến với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, tấn tài, tấn lộc, tấn an khang. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để đón xem những video hữu ích mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Bão Lộc, 7 ngày cuối cùng của năm Quý Mão, tuổi Canh Tý sinh năm 1960, trúng số đặc biệt, trả sạch nợ, đổi đời giàu to, xứng tầm đại gia. Quý vị tuổi Canh Tý thân mến, cổ nhân từng dạy rằng, trong cuộc sống dù có khó khăn, vất vả hay nghèo khổ, con người cũng không nên tự cho mình thấp hơn ai khác. Phú quý và giàu sang không nên khiến ta cảm thấy hơn ai, đời sống của con người không thể luôn luôn thuận buồm xuôi gió, thắng không kiêu, bại không nản. Mới là đẳng cấp cao của từ quân tử, số mệnh đã định, trời cao đã ban, liệu con người có thể thoát khỏi số phận của mình hay không? Đây là lời trăn trở đã được truyền qua nhiều đời. Trong những tháng cuối năm, con giáp tuổi Canh Tý, những người đã trải qua nhiều khó khăn và thách thức, bằng sự kiên nhẫn và nhịn nhục, họ có thể vượt qua nạn khó và tận hưởng phần đời còn lại với phúc lộc và thịnh vượng. Đặc biệt vận trình 7 ngày cuối cùng của năm với bao vận xui đổ ập xuống vận mệnh của con giáp này. Cụ thể vận trình ra sao, hãy like và theo dõi kênh và cùng Minh Đường Tử Vi đi vào nội dung chính ngay sau đây quý vị nhé. Xem tử vi 7 ngày cuối cùng của năm, tuổi Canh Tý báo về rất nhiều tin tức tích cực. Với người tuổi Tý, đây là 7 ngày. Vận khí của con giáp này có sự khởi sắc rõ rệt, mưu sự dễ thành, cũng dễ được quý nhân đỡ đần, làm việc thêm phần nhẹ nhàng. Cục diện tam hội và nguyệt lệnh lâm quan che chở cho đường công danh của bản mệnh, nhờ đó mà Tý sẽ cảm thấy vô cùng bình tĩnh và sáng suốt trong công việc. Hầu hết thì mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn, thái độ tích cực lạc quan sẽ giúp cho bạn giải quyết một số khó khăn, thử thách. Dù vậy, thời điểm cuối năm, sức cạnh tranh sẽ có xu hướng gia tăng, do đó bản mệnh cũng nên cảnh giác, chú ý đến những thay đổi xung quanh mình và sẵn sàng đối phó với những khó khăn thử thách có thể nảy sinh. Về tài lộc, 7 ngày cuối cùng của năm này, những chú chuột nên chú ý hơn tới cách chi phí sinh hoạt của mình, tăng thu giảm chi để giảm thiểu áp lực kinh tế. Dù vẫn có khả năng kiếm tiền và cũng kiếm được những khoản không nhỏ, song việc con giáp này thường phải chi tiêu quá nhiều cho cuộc sống, cũng khiến cho tài khí của bạn dễ bị hao tổn. Sức khỏe của tuổi Canh Tý trong 7 ngày cuối cùng của năm, nhìn chung không có nghi ngại nào cần phải lo lắng, chỉ cần bản mệnh chú ý duy trì lối sống, sinh hoạt điều độ, đầy đủ dinh dưỡng thì sẽ đẩy lùi được mọi bệnh tật, cơ thể khỏe khoắn và tràn đầy sức sống. Khẩu quyết, cạnh tranh gia tăng, nên cảnh giác và chú ý đến những thay đổi xung quanh. Quý nhân, thìn, sửu, tiểu nhân, mùi, mão, màu sắc may mắn, bạc, xám, số may mắn, 53, 78, 22. Tiếp theo sau đây sẽ là phần giải đoán chi tiết từng phương diện sống. Về tử vi sức khỏe, 7 ngày cuối cùng của năm này, sức khỏe của người tuổi Canh Tý được đảm bảo, không có nghi ngại nào cần phải lo lắng. Dù vậy bạn vẫn cần phải chú ý đến chế độ ăn uống, thói quen sinh hoạt mới có thể duy trì thể trạng tốt. Đặc biệt là về chế độ ăn uống, mệnh chủ nên chú ý cân bằng dinh dưỡng và tránh ăn quá nhiều. Ngoài ra thì bạn cũng có thể cân nhắc việc tập thể dục hoặc tham gia một số hoạt động lành mạnh để tăng cường thể chất. Trong cuộc sống thường ngày thì đừng quên duy trì thái độ tích cực và chủ động ứng phó với áp lực, thử thách trong cuộc sống cũng sẽ giúp duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn. Tử vi gia đạo. Về phương diện tình cảm gia đình, sao Bách Việt chủ đào hoa xuất hiện, hứa hẹn nhiều cơ hội tình duyên tốt đẹp cho những người tuổi Canh Tý. Các thành viên trong gia đình đã hóa giải được những hoài nghi, hiểu lầm. Việc thường xuyên chia sẻ và lắng nghe nhau là chìa khóa để duy trì mối quan hệ. Gia đạo an yên, vợ chồng con cháu hài hòa, không sinh mâu thuẫn nào quá gay gắt. Tuy nhiên gia đình khó tránh những lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Khi xảy ra bất cứ vấn đề gì, vợ chồng đóng cửa bảo nhau, không nên to tiếng trước mặt con trẻ và người lớn trong nhà, kẻo ảnh hưởng tới tinh thần cả gia đình. Tử vi tài lộc. Tử vi 7 ngày cuối cùng của năm cho thấy, phương diện tài lộc của người tuổi Canh Tý có sự thăng trầm,
trong 7 ngày cuối cùng của năm này. Mặc dù sự nghiệp của người tuổi Canh Tý sẽ rất suôn sẻ trong 7 ngày này và bạn có thể nhận được một số lợi ích từ nó nhờ sự chăm chỉ của mình, nhưng vì nhiều lý do khách quan, bản mệnh vẫn phải gồng gánh một gánh nặng tài chính nhất định. Áp lực cuộc sống vật chất vẫn rất cao, ban đầu thì tài vận 7 ngày cuối cùng của năm có nhiều khởi sắc, chính tài và tứ tài đều có dấu hiệu tăng. Sự nghiệp phát triển không chỉ đảm bảo thu nhập ổn định mà còn hứa hẹn những khoản kiếm thêm hoặc thưởng hậu hĩnh. Người làm kinh doanh vẫn đang điều tiết tốt việc buôn bán, tam hội hứa hẹn 7 ngày cuối cùng của năm, khách hàng gia tăng, lợi nhuận đổ về, các mối hợp tác cũ mới đều diễn ra suôn sẻ, giúp bạn có thể yên tâm, tuy nhiên bạn cần có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, để tránh bị thâm hụt tài chính phải tiêu tốn vào các khoản không đâu, nhất là khi điểm báo tử vi cho thấy 7 ngày cuối cùng của năm này. Những chú chuột có xu hướng sử dụng khoản tiền không nhỏ để mở rộng công việc, tìm kiếm mối làm ăn, duy trì các mối quan hệ, đặc biệt là chi trả cho các nhu cầu cần thiết của cuộc sống. Trong trường hợp thu nhập chỉ dựa vào một nguồn duy nhất, chi tiêu của người tuổi Canh Tý không ngừng tăng lên, khó tránh khỏi tình trạng thu nhập không đủ trang trải cuộc sống. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống của bạn, thậm chí có thể vì điều này mà lâm vào cảnh nợ nần. Do đó, bản mệnh nên chú ý hơn tới các chi phí sinh hoạt của mình, tăng thu giảm chi để giảm thiểu áp lực kinh tế, tốt nhất là không nên tiêu tiền bừa bãi vì thể hiện hay tăng sức cạnh tranh của bản thân, nếu không chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều áp lực cho đời sống tài chính của bạn. Đồng thời, bạn cũng có thể nắm bắt một số cơ hội và tìm thêm nguồn thu nhập, ví dụ bạn có thể cân nhắc đầu tư vào một số dự án có triển vọng, hoặc tìm kiếm một số công việc phụ để tăng thu nhập, nhưng hãy nhớ, đừng lao đầu đầu tư một cách mù quáng. Hãy quyết định có nên đầu tư hay không, dựa trên tình hình thực tế và khả năng chịu rủi ro của bạn. Tử vi sự nghiệp. Vào 7 ngày cuối cùng của năm, con giáp này đang nhận được rất nhiều sự hậu thuẫn từ vận khí khi cục diện tam hội đứng bóng, lại thêm nguyệt lệnh lâm quan, báo về độ chín của các kế hoạch, mưu cầu công danh, chức vụ, hứa hẹn những tin tức tích cực sẽ đến với bản mệnh. Trong 7 ngày cuối cùng của năm, ý có thể nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, nên công việc có những bước tiến triển khả quan, thái độ làm việc hăng hái và nghiêm túc, giúp bạn gặt hái được những thành tích đáng nể. Đa phần thời điểm này Tý đều cảm thấy vô cùng bình tĩnh và sáng suốt trong công việc. Hầu hết mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Chính thái độ tích cực, lạc quan này sẽ giúp cho bạn giải quyết mọi khó khăn trong 7 ngày cuối cùng của năm. Hơn nữa, bạn đặt ra lộ trình rõ ràng và cụ thể, cứ thế mà tiến hành theo kế hoạch đã định thì sớm muộn gì cũng đi tới đích. Trong mọi tình huống hãy trực tiếp là người đảm nhiệm công việc, hạn chế nhờ vả hay giao phó cho người khác để hạn chế việc mắc lỗi mà bạn không nắm được. Điều đó cũng giúp nâng cao khả năng làm việc, giúp bạn nắm bắt cơ hội tốt hơn. Dù vậy, thời điểm cuối năm, sức cạnh tranh cũng như khối lượng công việc sẽ có xu hướng gia tăng, do đó bản mệnh cũng nên cảnh giác, chú ý đến những thay đổi xung quanh mình và sẵn sàng đối phó với những thách thức có thể nảy sinh, nhất là với những người đang có tham vọng thay đổi vị trí, chức vụ. Người tuổi Canh Tý sẽ có những sự kèn cựa, so bì với đồng nghiệp, cạnh tranh cùng vị trí, thích thể hiện nhiều hơn. Hơn nữa, trong quá trình hợp tác với người khác, người tuổi Canh Tý rất quan tâm đến địa vị của bản thân và luôn muốn chiếm vị trí thống trị. Điều này có thể gây ra sự bất mãn từ người khác. Nếu bạn luôn ở trong trạng thái này, nó cũng sẽ khơi dậy tính cạnh tranh của người khác. Điều này sẽ dẫn đến những mâu thuẫn gay gắt hơn ở nơi làm việc. Do đó, bạn cần chú ý hơn tới cách hành xử, nếu không rất có thể gặp rắc rối trong một quan hệ với đồng nghiệp, đối tác, tạo thành ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống và sự nghiệp, thậm chí bạn có thể vì điều này mà trở thành người bị cô lập trong tập thể. Nhìn chung, trong 7 ngày cuối cùng của năm này, bạn có những thuận lợi nhất định, nhưng bên cạnh đó vẫn tồn tại một số thử thách. Chỉ cần bạn giữ thái độ tích cực và niềm tin vững vàng, bạn sẽ có thể vượt qua khó khăn và đạt được thành công. Ngoài ra, khả năng giao tiếp và hợp tác tốt với đồng nghiệp, lãnh đạo cũng là chìa khóa thành công trong sự nghiệp của bạn. Tiếp theo chương trình là phần tử vi chi tiết từng ngày trong vận trình 7 ngày cuối cùng của năm. Mời quý vị cùng theo dõi để đưa ra dự định sớm nhất cho bản thân. Vận trình ngày 24 tháng Chạp. Xem tử vi ngày tuổi Canh Tý, đây sẽ là một ngày dự báo khó khăn sẽ chưa hoàn toàn lùi xa, do đó bản mệnh vẫn phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba so với bình thường. Cho dù có những việc bắt đầu khởi sắc thì vẫn phải thận trọng, vì vẫn có nhiều rủi ro tiềm tàng. Bạn sẽ cảm thấy rất vui nếu kịp thời nắm bắt cơ hội, được trải nghiệm, mở mang hiểu biết. Hãy lắng nghe nhiều hơn nói để tìm ra được thông tin mình cần. Chú ý đừng để rơi vào cãi cọ với bạn làm ăn vì những chuyện nhỏ nhặt, rắc rối có thể xuất hiện theo cách mà bạn không ngờ tới nhất. Thương quan xuất hiện trong ngày này cho thấy tâm lý của bạn ảnh hưởng không tốt tới chất lượng công việc, dường như bạn chẳng có tâm trạng cho bất cứ công việc gì cụ thể.
Trong thời gian này, việc hợp tác làm ăn không có lợi trong ngày, đôi khi bạn cần có niềm tin khi làm ăn chung, nếu có hiểu lầm, dừng ngay lập tức nghĩ xấu về đối tác. Ngũ hành tương sinh mang đến cho bạn sự trợ giúp từ những người xung quanh để giảm nhẹ sự căng thẳng mà bạn đang đối mặt. Thứ bạn cần là một cuộc trò chuyện trí tuệ. Hãy tìm ai đó bạn quý mến, đáng tin cậy, thông thái hơn để trút nỗi lòng mình. Vận trình tình cảm gia đình ổn định có thể được xem là điểm sáng hiếm hoi của bản mệnh trong ngày này. Vì thế ngày này bản mệnh nên tập trung cải thiện chuyện tình cảm gia đình sẽ tốt hơn cho bạn. Khẩu quyết: thận trọng khi điều khiển xe cộ, nên ưu tiên các giải pháp an toàn nhất có thể. Quý nhân: Hợi, Ngọ, Tiểu nhân, Dần, Tỵ. Màu sắc may mắn: đen, trắng. Con số may mắn: 24, 65, 78. Vận trình ngày 25 tháng Chạp. Xem tử vi tuổi Canh Tý, đây sẽ là một ngày đầy thử thách với tuổi Canh Tý. Khi vận trình của bạn có sự xuất hiện của nhiều hung tinh, mọi việc đều có thể sẽ có biến cố bất ngờ. Cục diện tương hại kết hợp với nguyệt lệnh lâm tuyệt án ngữ tác động rất lớn tới tử vi ngày mới của con giáp này, gây ra những xáo trộn vượt khỏi tầm kiểm soát của bản mệnh. Công việc dễ gặp trục trặc nửa chừng, bên cạnh những yếu tố khách quan thì chính bản thân Tý cũng chưa đủ quyết tâm và kiên trì để phấn đấu, nên sự nghiệp xuất hiện mối nguy không nhỏ. Về tài lộc, dù ngày này có thiên tài hỗ trợ, nhưng nếu có thể giúp bạn đủ chi đủ tiêu cho cuộc sống thường ngày, đã có thể coi là tín hiệu đáng mừng. Thu nhập không tăng là mấy, mà các khoản chi ra ngày càng nhiều, hung vận lớn, còn cảnh báo nguy cơ bị lừa gạt, nếu không đủ tỉnh táo thì rất có thể bạn sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Các mối quan hệ xã giao ở trạng thái không nóng không lạnh, nhưng chỉ cần một chút hiểu lầm cũng có thể phá hỏng mọi thứ, bạn sẽ cần phải khéo léo duy trì giữ mối hợp tác làm ăn. Chuyện tình cảm cá nhân có phần trắc trở, thái độ hờ hững của bạn có thể khiến cho con cháu thấy khó chịu và khó hiểu, thậm chí còn cho rằng bạn không quan tâm đến chúng. Tình hình sức khỏe của Tý trong ngày không ổn cho lắm, áp lực từ công việc, tiền bạc và tình cảm khiến cho bạn lao tâm khổ tứ, tinh thần bất ổn có thể đảo lộn thói quen sinh hoạt hàng ngày. Nếu tiếp tục ăn uống, ngủ nghỉ thiếu điều độ thì sức khỏe sa sút là điều dễ hiểu, hãy cố gắng cân bằng tâm trạng để tránh ảnh hưởng tới thân thể nhé. Khẩu quyết: tài lộc trước có dấu hiệu tăng tiến, nhiều thời điểm còn giảm sút bất ngờ. Quý nhân: Thân, Hợi, Tiểu nhân, Mão, Dậu. Màu sắc may mắn: đen, xanh da trời. Con số may mắn: 45, 73. Vận trình ngày 26 tháng Chạp. Tử vi tuổi Canh Tý ngày mới gây ra nhiều đảo lộn cho con giáp tuổi Canh Tý, do đó bạn hãy cẩn thận theo dõi từng bước đi của mình, hết sức thận trọng để tránh lỗi lầm và rủi ro. Mệnh có tuyệt khiến cho bạn làm việc gì cũng không hoàn thành được đến nơi đến chốn, tốt nhất là hãy im lặng, tránh đưa ra những quyết định quan trọng trong ngày này. Bạn sợ người khác đánh giá nên luôn tỏa ra mình cái gì cũng biết, cách nói chuyện như thể chuyên gia, nhưng thông tin lại không sâu sắc, không có sự mới mẻ, chính điều này mà nhiều người cảm thấy bạn không đáng tin. Tuy nhiên, ngày này vẫn thuận lợi với những ai đang làm công việc liên quan tới truyền thông, marketing, với đầu óc nhanh nhẹ. Bạn có thể xây dựng hình ảnh trong lòng mọi người rất tốt, thế nhưng để phát triển bền vững thì bạn vẫn cần lưu ý đến việc cải thiện chất lượng sản phẩm của mình đã nhé. Ngày này nếu có thể thì bạn nên hạn chế việc liên quan tới nhóm hay hội họp, dành nhiều thời gian hơn cho những việc không cần tới ý kiến của nhiều người. Cẩn thận với lời ăn tiếng nói, vì khi có tranh luận thì bạn có thể nói ra những điều không định nói, gây ảnh hưởng xấu về lâu dài. Ngoài ra, sự xuất hiện của thiên quan khiến cho bạn bị mất kiểm soát không tốt cho việc cải thiện mối quan hệ cũng như vấn đề liên quan tới tài chính. Bản mệnh nên tránh lên kế hoạch cho những cuộc gặp gỡ hay thỏa thuận quan trọng trong ngày này, hãy nằm yên cho tới khi vận may của bạn tốt hơn. Khẩu quyết: hành động nào cũng cần cân nhắc, nên có kế hoạch từ sớm. Quý nhân: Thân, Sửu, Tiểu nhân, Ngọ, Mùi. Màu sắc may mắn: nâu, đen. Con số may mắn: 24, 74. Vận trình ngày 26 tháng Chạp. Xem tử vi ngày tuổi Canh Tý âm lịch, cục diện tam hợp thái tuế báo hiệu ngày mới đầy sự khởi sắc với con giáp này. Bản mệnh dễ dàng khơi thông bế tắc, cũng biết huy động nhân lực để tận dụng sức mạnh tập thể. Mọi việc nhìn chung đều được tiến hành ổn thỏa và ít căng thẳng. Công việc được dự báo rất hanh thông, ngày này rất thích hợp để cầu danh, cầu lợi, kết quả đạt được khả quan. Ngày này Tý có thể đón nhận một chút thay đổi trong công việc như là vị trí, tính chất hay chiến lược, đa phần đều theo chiều hướng tích cực nên cũng sẽ mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho bản mệnh. Con giáp này còn đón nhiều tin vui ở phương diện tài lộc, thời điểm này rất phù hợp để hợp tác làm ăn và kinh doanh, tuy nhiên, cạnh tranh trong buôn bán là điều khó tránh. Bạn nên có sự chắc chắn đề phòng đối phương lật lọng, giấy tờ sổ sách cũng cần phải rõ ràng, ghi chép cụ thể và chi tiết để tránh tình huống rắc rối về sau.
Vận trình gia đạo trong ngày của người tuổi Canh Tý khá rực rỡ, không có gì cãi vã khó xử xảy ra trong gia đình. Về tình hình sức khỏe trong ngày thì tuổi Canh Tý vẫn duy trì được thể trạng khá tốt, cuộc sống không phải lao tâm khổ tứ gì nhiều, nên nhìn chung không bị ảnh hưởng bởi tâm bệnh. Những người có bệnh mãn tính nên kiểm tra định kỳ để theo dõi kịp thời. Khẩu quyết: duy trì được thể trạng khá tốt, cuộc sống không phải lao tâm khổ tứ. Quý nhân: Thân, Thìn, Tiểu nhân, Mão, Ngọ. Màu sắc may mắn: ghi, vàng kim. Con số may mắn: 43, 56. Vận trình ngày 28 tháng Chạp. Tử vi ngày tuổi Canh Tý cho thấy vận trình sự nghiệp của bản mệnh ngày càng thuận lợi khi mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Bản mệnh thời gian này rất khiêm tốn và luôn lắng nghe ý kiến của mọi người để cải thiện chất lượng công việc cũng như cuộc sống. Bách Việt chủ đào hoa dự báo vận trình tình cảm rực rỡ của con giáp tuổi Canh Tý trong ngày này, tuy nhiên mức độ vừa phải là đào hoa tốt. Thế nhưng với những ai đang có gia đình thực ra lại là cám dỗ, bạn nên tránh xa kẻo gây hại cho hạnh phúc gia đình mình nhé. Nguyệt lệnh trường sinh mang lại trái tim hòa ái, nhân hậu cho bản mệnh. Ngày này thì dù có chuyện gì xảy ra cũng không làm bạn suy nghĩ nhiều. Khi bạn biết cho qua mọi chuyện, hơn ai hết, bạn biết quản trị cảm xúc của mình để có thể tránh xa những suy nghĩ tiêu cực, ảnh hưởng tới cuộc sống. Có nhiều việc lúc này bản mệnh mới có đủ sự bình tĩnh để đánh giá một cách thấu đáo, thậm chí cả việc người khác đối xử không tốt với mình. Nhờ cách tư duy tích cực mà bạn cảm thấy đầu óc của mình rất minh mẫn, sáng suốt, nhờ thế mà các quyết định liên quan đến công việc cũng trở nên thuận lợi và tốt đẹp hơn. Khẩu quyết: có nhiều người mang lại cho bạn những ý tưởng hay ho. Quý nhân: Sửu, Dần, Tiểu nhân, Tuất, Tỵ. Màu sắc may mắn: xám, vàng. Con số may mắn: 45, 76. Vận trình ngày 29 tháng Chạp. Xem tử vi ngày tuổi Canh Tý cho thấy, việc có nhiều các tinh hậu thuẫn mang tới cho người tuổi Tý vận trình ngày khá thuận lợi. Thời điểm cận kề Tết Nguyên đán có nhiều việc cần phải chuẩn bị và giải quyết, nhưng cũng nhờ đó con giáp này cho thấy khả năng tổ chức và sắp xếp vấn đề tài chính của mình, được cả lục hợp và sao Thái Dương che chở. Công việc gần như không xảy ra vấn đề nào đáng lo, phong độ của Tý đang ở đỉnh cao, không có gì lạ khi mà bạn sẽ có bước tiến vượt bậc, thoát khỏi vòng kìm kẹp của tiểu nhân, lại luôn có quý nhân ưu ái, đồng hành, bản mệnh thăng tiến như diều gặp gió, bạn có quyền tự hào về những gì mình làm được. Chẳng những sự nghiệp, tài chính của Tý trong ngày cuối năm này cũng được dự báo sáng vô cùng, dù cho bạn phải tiêu tốn kha khá tiền để sắm sửa đồ Tết, nhưng bạn cũng không cần phải quá lo lắng, bởi thời điểm này các khoản tiền thưởng, tiền lãi đổ về nhiều, túi tiền luôn rủng rỉnh. Về phương diện tình cảm, tin vui báo về cho thấy tình cảm gia đình sẽ tăng nhiệt nhanh chóng, có lẽ do không khí tươi vui của những ngày cận Tết ảnh hưởng nên các thành viên lại càng xích lại gần nhau hơn và cùng nhau lên kế hoạch đón Tết ấm cúng. Phương diện sức khỏe ở mức trung bình, dù không có nguy cơ tật bệnh nào đáng ngại, nhưng bạn vẫn nên chăm chỉ tập luyện bằng những bài tập dù là đơn giản. Nếu bạn có thể duy trì được thói quen tốt này, thì tình hình sức khỏe cũng sẽ được cải thiện sớm. Khẩu quyết: có thể tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ trong công việc. Quý nhân: Thân, Sửu, Tiểu nhân, Mùi, Dậu. Màu sắc may mắn: đen, trắng. Con số may mắn: 24, 53. Vận trình ngày 30 tháng Chạp. Xem tử vi ngày cuối cùng của năm, tuổi Canh Tý hung vận tăng lên nhanh chóng. Trong ngày này, nhắc nhở bản mệnh làm gì cũng phải thận trọng, tính toán trước sau. Đừng bất chấp hậu quả mà rước họa vào thân. Ngày này nguyệt lệnh lâm tử, thêm hung tinh thiên cầu chiếu mệnh, khá nhiều thách thức ập tới, khiến cho bản mệnh chẳng thể an nhàn được phút giây nào. Cạnh tranh cũng có dấu hiệu tăng tiến, để phòng tiểu nhân giở trò gây nhiều bất lợi. Đây không phải là một ngày có thể đưa ra hành động vội vàng, rất dễ dẫn đến những hậu quả khó lường. Phương diện tài chính nếu có cũng có thể duy trì ở mức ổn định, đã có thể coi là may mắn rồi. Ngày này thì bạn nên tập trung vào những việc đang tiến hành dang dở, không nên mở mang quá nhiều, khi vận khí bất ổn, có thể khiến cho kế hoạch đổ bể nửa chừng, gây hao tài tốn của. Chuyện tình cảm gặp nhiều biến cố, do quá mải mê với công việc nên con giáp này khó có thể chu toàn cả vấn đề tình cảm riêng tư. Nếu không được nửa kia thông cảm, cả hai rất dễ xảy ra xung đột, mối quan hệ ngày càng nguội lạnh và xa cách. Về phương diện sức khỏe, dù không gặp vấn đề nào quá nguy hiểm trong ngày này, song thể trạng của Tý cũng không thật sự sung sức, tinh thần căng thẳng, suy nghĩ quá nhiều và áp lực không được giải tỏa, có thể gây ra những hệ lụy khó lường, bạn cần tìm cách thư giãn nhiều hơn. Khẩu quyết: có điểm báo về cạnh tranh, tiểu nhân gây khó dễ. Quý nhân: Thìn, Sửu, Tiểu nhân, Mùi, Mão. Màu sắc may mắn: bạc, xám. Con số may mắn: 21, 60. Quý vị thân mến, để có thể thúc vượng may mắn với phong thủy nhà ở của gia đình,
Phong thủy nhà ở tốt được hình thành nên từ nhiều phương diện, trong đó phương diện được quan tâm nhiều là hướng nhà, đất ở, nhưng đừng quên những lưu ý phong thủy nhỏ nhưng lại hiệu quả lớn nhé. 1. Đồng hồ treo tường. Dưới góc độ phong thủy thì đồng hồ treo tường là món không thể thiếu ở trong nhà, nơi làm việc, đặc biệt là ở văn phòng, thư phòng. Đồng hồ có 5 tác dụng phong thủy nổi bật: chiêu tài, tránh quỷ khí, trợ vận thế, quản lý cấp dưới, kiểm soát thời gian. Vì thế mà không nên tùy tiện treo đồng hồ, hãy treo hướng ra cửa hoặc là ban công là tốt nhất. 2. Cá vàng. Cá vàng được xưng tụng là loại cá phong thủy, có thể bù đắp những chỗ thiếu hụt trong phong thủy nhà ở, cũng bổ sung sinh khí và hỗ trợ vận khí cho ngôi nhà. Chú ý bể cá vàng phải có kích thước vừa phải, xung quanh không chất đồ đạc linh tinh, cũng không đối diện với bếp. Hơn thế nữa, không nên đặt thần tài trên bể cá vì dòng nước lưu động, tài vận không ổn định. 3. Cây xanh. Cây xanh rất thích hợp để cải thiện phong thủy nhà ở, phòng khách bày chúc phú quý. Cây phát tài tượng trưng cho sức sống, khởi tạo dưỡng khí, thúc đẩy tài vận. Không cần nhất phải có hoa tươi bốn mùa, nhưng nên có cây xanh quanh năm, khi héo úa thì lập tức thay mới để tránh ảnh hưởng tới vận thế. 4. Cửa. Nhà ở dù thế nào cũng phải có cửa sổ để khí thông thoát, lưu chuyển, đổi mới sinh khí, tống cựu nghênh tân. Nếu thực hiện được nguyên tắc nước chảy không lưu, chủ cửa không mục là rất tốt. Cửa lớn thì không nên thiết kế quá lớn, có thể tiết lộ tài vận của gia chủ cho người ngoài. 5. Màu sắc. Màu trắng, ánh kim, xanh lam, xanh lá là những màu cắt trong phong thủy nhà ở. Màu nâu cũng khá tốt, nhưng kỵ dùng màu đen, màu xám. Màu sắc trần nhà cũng không nên xem thường. Vì trần nhà tượng trưng cho trời, nên sơn màu trắng tượng trưng cho mây, vàng nhạt tượng trưng cho ánh nắng, lam nhạt tượng trưng cho trời xanh. Sàn nhà lấy màu trầm làm chủ đạo, phù hợp với nguyên tắc thiên địa hòa hợp, yếu tố phong thủy tồn tại ngay trong cuộc sống thường nhật của chúng ta. Dù tin hay không, nhưng nó vẫn có những ảnh hưởng nhất định. Nếu thấy vận khí đi xuống, thì bạn nên kiểm tra lại phong thủy nhà ở càng sớm càng tốt. Không ít người gặp trường hợp xây nhà, mua nhà xong thì làm gì cũng trắc trở, gặp khó khăn hoặc xui xẻo, phải chăng đó là do ảnh hưởng xấu từ phong thủy, vận khí đang đi xuống? Phong thủy tồn tại ở khắp nơi trong cuộc sống con người, nếu gặp xui xẻo liên tiếp thì bạn nên xem xét lại yếu tố phong thủy nhà ở có phạm những cấm kỵ dưới đây hay không. 1. Nhà gần những nơi nhiều âm khí, sát khí. Trước tiên, nên xem xét khu nhà mới, nơi ở mới của bạn có gần chùa chiền, đền thờ hay miếu thờ, nghĩa trang, bệnh viện, nhà tang lễ, các lò giết mổ, nhà giam, bãi rác, cây xăng hay không. Nếu có thì đích thị vận khí của bạn đang bị suy yếu do ảnh hưởng bởi âm khí, sát khí nặng nề ở những nơi này. 2. Nhà nằm ở vị trí có nhiều sát khí, tạp âm lớn. Nếu nhà nằm gần chân cầu vượt, đường quốc lộ, đường sắt cũng không phải là điểm thế lý tưởng. Tại những nơi này thì các phương tiện giao thông trên đường cao tốc sản sinh ra lượng tạp âm lớn, lực hút lớn khi nó di chuyển với tốc độ cao, lâu dần thì nó gây hại cho toàn cục kiến trúc của ngôi nhà, sức khỏe của mọi thành viên và phá vỡ tài vận của gia chủ. 3. Nhà ở nơi có từ trường nhiễu loạn. Tiếp theo xem nhà ở có nằm sát trạm biến thế, cột điện cao áp và tháp vô tuyến điện hay không. Những nơi này thì có nhiều từ trường, sóng bức xạ lớn, nó không chỉ ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh của con người mà còn phá hoại cả hệ thống miễn dịch của cơ thể, gây hại cho sức khỏe. 4. Nhà ở địa hình dốc lớn. Khi quan sát thấy ngôi nhà xây trên sườn núi hoặc nơi địa hình dốc lớn, bạn cũng cần cân nhắc trước khi mua. Vì thế nơi này không chỉ gây ra cảm giác bất an mà còn khiến cho tiền bạc bị trôi hụt, phân ly, nên chọn nơi có địa hình bằng phẳng là tốt nhất. 5. Kiến trúc bất lợi. Kiến trúc hình tam giác. Nếu như tổng thể kiến trúc của ngôi nhà là hình tam giác, bạn cũng nên cân nhắc. Xét về mặt phong thủy thì đây là kiểu kiến trúc bất lợi, ảnh hưởng tới vận may về tài lộc của gia chủ. Kiến trúc hình đa giác. Tổng quan kiến trúc chủ yếu là căn phòng hình đa giác, cũng ảnh hưởng xấu tới vận khí gia chủ. Ở lâu dài trong một nơi như thế này thì sẽ khiến cho gia chủ bị căng thẳng đầu óc, thiếu sự minh mẫn và không có chủ kiến, làm việc dễ bỏ dở giữa chừng. Kiến trúc nhà hình dao kiếm. Đại kỵ phong thủy nếu kiến trúc ngôi nhà giống hình dao kiếm, ngôi nhà này có khuyết điểm cực lớn, đó là không đủ ánh sáng, không thông gió, phải sử dụng hệ thống chiếu sáng nhân tạo. Kiến trúc nhà như khẩu súng. Khi nhìn sơ đồ thiết kế cả ngôi nhà giống như một khẩu súng chuẩn bị lên nòng, đó cũng là một trong những điều cấm kỵ về mặt phong thủy. Bạn nên tránh xa ngôi nhà như vậy nếu không muốn rước xui xẻo vào nhà mình. Vị trí nhà ở sát cầu vượt. Vị trí nhà ở gần đường,
Sát cầu vượt thường ồn ào, giao thông đi lại tấp nập và hỗn loạn, sẽ làm hỏng và đứt đoạn từ trường phong thủy tốt. Do đó, nếu không phải rất cần thiết, bạn không nên mua nhà ở sát cầu vượt. Theo thống kê thì những người sống lâu trong ngôi nhà như vậy có sức khỏe suy yếu, dễ mắc các bệnh liên quan đến thần kinh. Viêm loét đại tràng, tá tràng, đây là một trong những cấm kỵ phong thủy nhà ở cần tránh. Vị trí nhà ở góc ngã tư, ngã ba. Khu vực ngã ba, ngã tư có thể dùng để làm văn phòng, nhưng phải thật lưu ý trong quá trình xây dựng, kẻo sẽ tạo ra góc chết, gây bất lợi về mặt phong thủy. Nếu ở ngã ba, ngã tư, đường có nhà, người sinh sống trong đó lâu, dễ mắc các bệnh như là dạ dày, ung thư dạ dày, bệnh về phổi, mất ngủ và trúng gió. Bên cạnh đó, nhà ở gần đường dây hay cột điện cao áp có thể bị ảnh hưởng bởi các sóng điện tử. Chúng làm giảm khả năng miễn dịch, gây ra bệnh máu trắng, tinh thần phân liệt, nặng hơn có thể dẫn tới ung thư. Ngoài ra, sống gần đường sắt rất dễ mắc các bệnh về tai, thính lực kém, tuổi thọ ngắn vì nơi đây có tiếng ồn lớn, sẽ gây ra nhiều tạp âm, tạo sát khí ảnh hưởng xấu tới sức khỏe và cuộc sống của con người. 6. Ban công bị đường xông thẳng vào hoặc đối diện góc nhọn. Khi chọn mua nhà thì nếu thấy ban công của phòng chính hoặc phòng ngủ bị đường xông thẳng vào hoặc cột đối diện với góc nhọn, tốt nhất là không nên mua hoặc có thể mua khi bạn tìm được cách hóa giải tối ưu khi bị đường xông thẳng vào ban công. Rất nhiều người sức khỏe vốn đã yếu lại chịu ảnh hưởng của xung sát này, đặc biệt là khí lưu xấu, dễ khiến cho cơ thể càng thêm suy nhược, ốm yếu. Còn nếu ban công đối diện với góc nhọn của một nhà nào đó, phong thủy này được gọi là tiêm đao sát, khiến cho tinh thần người sống trong nhà giảm sút nghiêm trọng, lúc nào cũng thấy trần tư và buồn bực. Quý vị thân mến, video đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình hấp dẫn và bổ ích sau trên kênh Minh Đường Tử Vi. Chúng tôi luôn có mặt ở đây và đồng hành bên cạnh quý vị, chữa lành những tổn thương và vạch ra một tương lai tươi sáng. Trân trọng cảm ơn.